Mến chào các bạn, tủ sách nhỏ rất vui được gặp lại các bạn trong nội dung chương số 3 của cuốn sách Thành công không phải ngẫu nhiên, ý chí lớn, làm nên nghiệp lớn Trước khi đến với nội dung chương 3, tủ sách nhỏ rất mong sẽ được các bạn like, nhấn đăng ký để ủng hộ cho tủ sách nhỏ ngày càng phát triển hơn nhé Sau đây, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 3 Người quản lý cần mang lại sức sống cho doanh nghiệp Quản lý tốt bản thân mới quản lý tốt nhân viên Trầm ngôn của Lý Gia Thành Người lãnh đạo quản lý đội ngũ cần biết được cái gì là tâm lý đòn bẩy chính xác. Archimedes, người phát minh ra định luật đòn bẩy, là học giả người Hy Lạp cổ đại đã từng nói: Hãy cho tôi một điểm tựa và tôi có thể nhấc bổng cả trái đất lên. Điểm tựa là điểm xuất phát của hiệu suất và phương pháp tiết kiệm tài nguyên thông minh. Hãy thử so sánh sức mạnh với Hercules, người anh hùng mạnh nhất trong thần thoại Hy Lạp, thì Archimedes có hiệu quả hơn nhiều. Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi đã đơn giản hóa khái niệm này thành bốn lạng nhất nghìn cân, lấy nhỏ đọ lớn. Người quản lý thông minh chuyên tâm nghiên cứu, tính toán ra vị trí điểm tựa. Điểm tựa chính xác mới là trung tâm của kết quả. Kỹ năng này dựa vào kiến thức chuyên ngành và khả năng tổng hợp của bạn. Xem bạn có thể quan sát được mức độ và thứ tự của mối liên hệ không nhìn thấy. Ngày nay, chúng ta nhìn thấy rất nhiều công ty chỉ nhìn vào mối quan hệ trực tiếp giữa nghìn cân và bốn lạng mà có thể đã bỏ qua khả năng của điểm tựa do phát triển quá độ mà rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tôi không được may mắn như các bạn, có thể được nghe giáo sư giảng ở Viện Kinh tế. Nói cho các bạn biết, khi còn trẻ, tôi thích nhất là đọc báo cáo cuối năm của các công ty lên sàn. Bề ngoài có vẻ ngột ngạt, nhưng ưu điểm và sơ hở của các phương pháp kế toán, sự lựa chọn phương hướng và phân bố nguồn lực của công ty đều có những gợi ý lớn cho tôi tôi cảm thấy sự thao túng và tôn trọng của quản lý nhân viên đối với kiến thức kế toán sự khống chế dòng tiền mặt nắm bắt dự toán của công ty là nguyên tố cơ bản nhất đừng nên quên hai điểm thứ nhất quản lý nhân viên cần đặc biệt dồn tâm sức vào những khâu yếu thứ hai trong bất cứ tổ chức nào người do dự không quyết đoán và người dễ bị kích động đều là loại virus truyền nhiễm đánh mất thời cơ như kiểu người thứ nhất và kích động mù quáng như kiểu người thứ hai đều có thể khiến doanh nghiệp nhanh chóng gặp phải tai nạn diệt vong cuối cùng nghệ thuật thật sự của người quản lý tốt là năng lực kết hợp giữa sự việc mới tư duy mới với truyền thống khả năng nhận thức của con người do lý tính và lý trí pha trộn với nhau mà thành chúng ta sẽ không bao giờ là và không bao giờ có thể thành người vạn năng có lúc tôi rất ngạc nhiên khi luôn nghe thấy người quản lý nói đến mệt mỏi phương pháp không ngừng cố gắng rất quan trọng định nghĩa quân tử cũng quan trọng như vậy muốn giữ cho doanh nghiệp luôn phát triển người quản lý cần mang lại sức sống cho doanh nghiệp như vậy không chỉ là thực hiện sứ mệnh thông qua giới thiệu công ty trên powerpoint theo trào lưu hiện hành hoặc nói vài câu sáo rỗng mà cố gắng thiết lập phương châm đúng đắn trong khu vực trật tự không rõ ràng của thương trường cách này không dễ làm trách nhiệm chính của doanh nghiệp là chạy theo hiệu quả và lợi nhuận cố gắng phát triển giá trị tài sản của mình Lập trường này là chính xác và cần thiết. Năm 14 tuổi, khi còn là một cậu bé nghèo, tôi rất đơn giản trong phương pháp quản lý bản thân. Tôi biết tôi phải kiếm đủ chi phí cho cả gia đình sống tạm bỡ. Tôi biết không có kiến thức sẽ không thay đổi được số phận. Tôi biết tôi ngày đó không có vốn để mơ ước hão huyền. Tôi cũng muốn bay thật cao. Trong đầu tôi thường văng vẳng lời than của bà nội. À thành, khi nào chúng ta có thể giàu có như ai đó trong thành phố Triều Trông. Tôi không giống như Isarus trong thần thoại Hy Lạp, bị rơi xuống do bay bằng đôi cánh sáp. Tôi vừa giữ đúng vai trò, mặc dù khi đó tôi chỉ là một người làm thuê nhỏ bé, nhưng tôi kiên trì làm tốt mọi việc được giao. Mặt khác, tôi tuyệt đối không lãng phí tiền bạc, dùng những đồng xu tiết kiệm được để mua những cuốn sách cũ hữu ích. Tôi hiểu rằng, muốn thành công thì không thể chỉ dựa vào vận may, thiếu kiến thức, trình độ thua xa người khác thì vận may có đến cũng không biết. Còn có một điểm nhỏ nhưng rất quan trọng, tôi muốn cùng chia sẻ với các bạn. Chú trọng tới ngoại hình gọn gàng sạch sẽ chính là biểu hiện của chăm sóc tốt cho bản thân. Ai cũng có thể hiểu được, người nghèo không có nhiều sự lựa chọn cho trang phục, nhưng người có thể lựa chọn thái độ tự chăm sóc tốt sẽ dễ được khen ngợi hơn. Năm 22 tuổi, sau khi thành lập công ty phẩm chất và tính cách cố gắng phấn đấu của tôi có nhiều mức khác nhau tôi biết chỉ dựa vào nghị lực bền bỉ nhẫn nhục chịu khó chỉ là quan niệm thấp chu kỳ lỗi thời mà thôi thành công có lẽ không có phương trình cố định nhân tử thất bại lại thường gặp thiết lập một tổ chức giảm thiểu thất bại là con đường nhanh nhất dẫn tới thành công kiến thức cần được kết hợp với ý chí phương pháp quản lý bản thân tĩnh cần được phát triển thành quản lý theo trạng thái động sức mạnh lý tính thêm vào đó là sức mạnh lý trí thì cốt lõi của vấn đề là làm cách nào để tránh tổ chức thông minh làm việc ngu ngốc từ nếu chẳng có ý nghĩa gì nếu đối với tôi nhiều tầng lớp suy nghĩ và năng lực đa phương đều có giá trị cực lớn cần biết rằng phán đoán theo sau chỉ là cống hiến nhỏ nhoi trong xã hội điểm độc đáo nhất của loài người không phải là chúng ta có lý trí quan sát suy ngẫm bản chất sự vật mà là chúng ta có năng lực giữ lời hứa sửa đổi đổi mới, ý chí tuân thủ giá trị quan và theo đuổi mục tiêu. Chế độ linh hoạt của tổ chức thương mại cần được xây dựng trên nền tảng thực sự cầu thị, có thể có cơ chế tự sửa đổi cứ vãn. Tôi muốn nhắc đến không đơn thuần là hệ thống kế toán, mà là giải phóng động lực trong sức giãn, thiết lập chế độ không cứng nhắc, có thể tùy cơ ứng biến trong phạm trù tín nhiệm, thời gian, năng lực. Có lẽ bạn từng nghe tôi nói rằng doanh nghiệp cần tìm kiếm bước nhảy đột phá trong sự ổn định điểm nhỏ trong tiêu đề lớn cần bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi tăng thu giảm chi quản lý khống chế đối với sáng ý và ủy quyền trực giác đối với khoa học quan biết điểm dừng đối với phát triển vô hạn mỗi tổ chức đều có thử thách khác nhau rất khó có phụ kiện nào mang tính phổ biến có thể phù hợp với mọi chỗ nói thật lòng tôi thường tôn kính có thừa hiểu rõ trong lòng đối với các phân tích theo bề ngoài theo trào lưu của các chuyên gia nói thẳng hơn có lúc phương hướng của mọi người đều đúng nhưng lại chơi trò phô trương tư thế không đúng người quản lý có kinh nghiệm sâu sắc và hiểu rõ về việc mình phụ trách và tổ chức mình trực thuộc là điều quan trọng nhất hiểu rõ chi tiết thường có thể đề phòng được nguy cơ trước khi nó xảy ra gợi ý kinh doanh quan điểm quản lý kiểu trung quốc nhấn mạnh quản lý là quá trình nâng cao trình độ trao dồi của bản thân khiến mọi người vui vẻ lý gia thành có quan điểm khác ông khẳng định người quản lý trước tiên phải nâng cao trình độ trao dồi của bản thân quản lý của một doanh nghiệp có tố chất ra sao thì nhân viên của doanh nghiệp này sẽ có tố chất như vậy do tư tưởng của người quản lý sẽ thẩm thấu tới mọi góc độ của công ty không những sẽ bị các cấp dưới học theo mà còn ảnh hưởng sâu sắc tới văn hóa công ty xét theo góc độ ý nghĩa nào đó trình độ tố chất cao thấp của một người quản lý thậm chí còn ảnh hưởng tới sự thành bại của cả công ty vì vậy người quản lý trước tiên phải quản lý tốt bản thân luôn kiểm tra hành động lời nói cử chỉ của mình nếu bản thân mình cũng không quản lý nổi thì sao có thể quản lý được nhân viên về điểm này ông đã làm rất tốt cho dù ở mọi nơi mọi lúc ông đều có thể thực hiện được lời nói hành động thống nhất lấy mình làm gương cho các nhân viên. Mặc dù ông là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, địa vị quyền cao chức trọng, nhưng ông cũng giống như những nhân viên bình thường khác. Hàng ngày đi làm sớm nhất công ty và cũng là người về muộn nhất. Trước khi về, ông còn cẩn thận kiểm tra từng góc để đề phòng có nhân viên sơ ý quên đóng cửa sổ. Ông đặt ra một quy định cho nhân viên quản lý cấp cao, đó chính là thời gian họp với cấp dưới không được quá 45 phút. Nếu vượt quá thời gian này, thì phải ngừng cuộc họp ngay. Có việc gì còn chưa giải thích rõ ràng thì tìm riêng nhân viên để trao đổi. Điểm này đã đảm bảo mọi người quản lý không nói rông dài và những việc vụn vặt trong cuộc họp mà chỉ nói đến những việc quan trọng. Có lần, ông cùng vài nhân viên quản lý cấp cao cùng bàn bạc một chuyện. Do chuyện này tương đối khó nên mất hơn một giờ vẫn chưa thảo luận ra kết quả. Lúc này ông mới phát hiện mình đã vi phạm quy định của chính mình nên lập tức cho tan họp Đồng thời xin lỗi mọi người. Do sự việc còn chưa được giải quyết, hơn nữa lại tương đối gấp nên vài quản lý cấp cao đã khuyên ông nên phá lệ một lần. Họ ngồi xuống tiếp tục họp bàn để giải quyết nốt công việc. Ông đã từ chối yêu cầu của họ và nói: "Mọi người đều là quản lý cấp cao của công ty, có hàng nghìn đôi mắt của cấp dưới đang dõi theo chúng ta. Chúng ta cần nêu gương tốt cho họ." Rất hiển nhiên, ông đã tạo nên một hình tượng hoàn mỹ cho các nhân viên thực hiện tốt tự cho rồi. Nhưng về việc khiến mọi người vui vẻ thì ông lại không tán thành. Ông cho rằng trong thế giới toàn cầu hóa cạnh tranh ngày càng khốc liệt này, muốn mang lại sức sống cho doanh nghiệp thì phải từ bỏ những nhân viên giả dối, thiếu ý chí, đạo đức kém. Bởi vì không kịp thời loại bỏ những người này thì sớm muộn gì cũng sẽ làm hỏng cả đội ngũ, làm doanh nghiệp sụp đổ. Vì vậy, trong một doanh nghiệp trưởng thành, người quản lý không thể khiến mọi người đều vui vẻ sẽ không thể thực hiện được vừa mọi người vui vẻ, vừa hòa thuận. Chính vì ông coi trọng tự trao rồi, xem nhẹ mọi người đều vui vẻ, nên mới khiến cho tập đoàn Trường Giang phát triển ngày càng lớn mạnh. Tự quản lý luôn là một môn học quan trọng bắt buộc đối với một doanh nghiệp, bởi vì trong đó bao hàm cả bí quyết thành công của doanh nghiệp. Một doanh nhân không thể tự quản lý tốt bản thân sẽ khiến nhân viên và đối tác có cảm giác không tin tưởng, ảnh hưởng tới sự phát triển của doanh nghiệp. Công ty của bạn có thể phát triển lên quy mô lớn, vương quốc tài sản có thể xây lên mấy tầng. Phần lớn đều được quyết định bởi bạn có thể tự quản lý tốt bản thân hay không. Là nhà quân sự nổi tiếng cuối thời Đông Hán, Tào Tháo nổi tiếng do trị quân nghiêm minh. Có lần Tào Tháo đưa quân đi qua đồng lúa mạch sắp được thu hoạch, bỗng nhiên có một đàn chim bay ra, khiến cho chiến mã của Tào Tháo kinh hãi. Sau khi trấn an chiến mã, tào tháo mới phát hiện ruộng mạch đã bị chiến mã dẫm nát do tào tháo từng hạ lệnh bất cứ ai làm nát ruộng mạch đều bị chém đầu nên ông lập tức nói với quan hành pháp chiến mã của ta đã dẫm nát ruộng mạch ông hãy xử theo quân pháp đi quan hành pháp nghe vậy ngạc nhiên rồi vội nói thừa tướng có ảnh hưởng tới sự an nguy của cả thiên hạ không nên bị xử tội tào tháo tức giận mắng Thiên tử phạm tội, xử như thứ dân. Huống hồ là ta làm thừa tướng, mà không thể làm gương cho kẻ khác, thì sau này sao có thể khiến mọi người phục được? Nói xong, ông khăng khăng bảo quan chấp pháp xử tội mình theo quân pháp. Lúc này, các tướng sĩ lần lượt quỳ dạp xuống đất cầu xin Tào Tháo, tạm thời nghĩ cho lê dân bách tính. Tào Tháo nghĩ một lát rồi nói với các tướng sĩ, cũng được, nhưng tội chết có thể miễn, tội trạng khó tha ta tự cắt một đoạn tóc để chịu tội. Nếu còn lần sau, nhất định phải xử theo quân pháp. Nói xong, Tào Tháo bèn cầm bảo kiếm lên, cắt một đoạn tóc, lưu lại dây thoại, cắt tóc giữ luật trong lịch sử. Tào Tháo dùng hành động thực tế của mình để nêu gương tốt cho các tướng sĩ. Tấm gương tốt là lời thuyết phục tốt nhất. Mục đích của việc lấy mình làm gương chính là thông qua tác dụng làm mẫu của người quản lý, khiến các nhân viên khác hoàn toàn tuân thủ quy định của công ty. Tuần tử từng nói, quan nhân thủ pháp, quân tử giữ nguyên, nguyên thanh tắc lưu thanh, nguyên trọng tắc lưu trọng. Câu nói này có nghĩa là quan lại cần tuân thủ pháp luật, vua cần tu dưỡng bản nguyên. Trên nguồn trong sạch thì các dòng chảy cũng vậy, trên nguồn mà vẫn đục thì các dòng chảy chắc chắn sẽ đục. Việt vương câu tiễn yêu mến các dũng sĩ nên người dân nước Việt đều không ngại hy sinh trên chiến trường, cố gắng giết dịch Sở Linh Vương thích các cung nữ eo thon, nhiều người con gái nước Sở đều chết vì chạy theo thân hình gầy guộc. Bản thân đoan chính không cần ra lệnh người khác cũng thực hiện, bản thân không đoan chính, có ra lệnh thì cũng không ai theo. Tự quản lý mình là nhân tố cơ bản khiến cho cấp dưới tin tưởng và làm nên việc lớn. Kiến thức là tài sản lớn nhất của con người, châm ngôn của Lý Gia Thành. Tôi thường nói, kiến thức thay đổi số phận. Đây là bài học tôi có được từ kinh nghiệm của bản thân. Sau này các bạn phấn đấu cần có kiến thức. Kiến thức không phải là những thứ bạn học được trong trường đại học. Hiện nay thế giới thay đổi từng ngày với tốc độ nhanh chóng, các bạn cần cố gắng giành lấy kiến thức mới nhất. Ngày nào tôi cũng cố gắng học. Khi cha tôi qua đời, tôi còn chưa tròn 15 tuổi, phải đối diện với hiện thực tàn khốc. Tôi phải làm việc, nén nỗi đau ngừng việc học lại. Khi đó tôi rất muốn đi học, nhưng nhà quá nghèo tôi đành mua sách cũ về tự học chút kiến thức nhỏ nhoi của tôi là do hoàn cảnh ép buộc tôi bỏ ra một ít tiền là có thể mua được một ít sách cũ học xong lại bán cho tiệm sách cũ rồi mua sách cũ khác về cứ như vậy mà tôi vừa học được kiến thức lại vừa tiết kiệm được tiền nhất cử lưỡng tiện lấy ví dụ như tôi là một doanh nhân cho dù có rất nhiều nhược điểm nhưng tôi cũng có một số ưu điểm tôi thích không ngừng học tập sáng tạo và cố gắng làm việc như vậy, có thể nói rằng đây là bí quyết cho sự nghiệp tiếp tục phát triển của tôi. Tôi luôn vừa theo dõi sát sao lĩnh vực trọng điểm trong sự nghiệp trung tâm, vừa không ngừng tìm kiếm những lĩnh vực mới cho phát triển sự nghiệp. Tôi cho rằng doanh nhân cần cố gắng hết sức giảm tới mức tối thiểu thời gian và tinh lực cho việc giao lưu, cần dành ra nhiều thời gian hơn để bồi dưỡng năng lực học tập, nghiên cứu và phán đoán của bản thân. Đây là thứ quyết định ưu thế cạnh tranh. Ngày xưa Kinh doanh chỉ cần có mưu, nhanh nhạy một chút là có thể thành công, nhưng bây giờ các doanh nhân còn phải có tài sản kiến thức tương đối phong phú, phải rất am hiểu về địa lý, phong tục, nhân tình thế thái, điều tra thị trường, kế toán, thống kê trong và ngoài nước. Các doanh nhân của thế kỷ mới sẽ hoàn toàn khác với tôi, bởi vì thành công của họ được quyết định bởi khoa học kỹ thuật và kiến thức chứ không phải tiền. Không đọc sách, không nắm bắt được kiến thức mới, không tăng cao tài sản kiến thức của bản thân đều sẽ dựa vào ăn vốn ban đầu vô tư sống qua ngày là tâm lý của không ít những người làm kinh doanh ngày xưa phát tài nhờ gặp thời cơ nhưng bây giờ thì không dùng được cách này nữa. Trong thời đại của nền kinh tế kiến thức, nếu bạn có tiền nhưng thiếu kiến thức, không có thông tin mới nhất, cho dù làm ngành nào, bạn càng cố gắng thì khả năng thất bại càng lớn. Nhưng nếu bạn có kiến thức mà không có tiền thì một chút công sức nhỏ cũng có được báo đáp hơn nữa có thể nhanh chóng thành công bây giờ so với mấy chục năm trước tác dụng của kiến thức và tiền bạc trên con đường thành công đã hoàn toàn khác kiến thức không chỉ là nội dung trong sách mà còn bao gồm cả các yếu tố tổng thể như kinh nghiệm xã hội văn minh văn hóa tinh thần thời đại chỉ khi học được những thứ này thì mới có sức cạnh tranh kiến thức là tư bản của thời đại mới con người của những năm 50, 60 dựa vào cần cù có thể thành công. Còn Hồng Kông ngày nay cần có kiến thức một cách nhanh nhất, có kiến thức mới thắng lợi. Trong thời đại sáng tạo ngày nay, tài sản bắt nguồn từ kiến thức. Kiến thức mới là tài sản quý giá nhất của con người. Chúng ta cần tích cực giành lấy. Nó không chỉ là phương tiện để phát triển chuyên ngành, mà còn là phương tiện giáo dục thế hệ trẻ và thẩm tách tổ chức nền kinh tế mới. Kiến thức đã xâm nhập vào mọi ngõ ngách trong đời sống của chúng ta. Chúng ta ở trong một xã hội thiên biến vạn hóa, toàn thế giới nhất thể hóa, khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển đổi mới, hệ thống thông tin tiên tiến tạo ra nguồn của cải mới, chu kỳ kinh tế mới, đời sống và xã hội mới. Chúng ta cần nắm bắt được những chuyển biến này, cần học hỏi, sáng tạo, tăng cường năng lực của bản thân, tìm kiếm sự phát triển trên nền tảng ổn định, luôn phòng tránh nguy cơ. Kiến thức là nền tảng của phát minh và phát triển tương lai, có thể thúc đẩy cơ hội kinh tế phồn vinh, khiến con người có được cơ hội và lựa chọn tốt hơn, khiến con người có thể nhận thức rõ quyền lợi và trách nhiệm. Trong nền kinh tế kiến thức, sự phát triển của khoa học kỹ thuật mới đã tạo ra rất nhiều cơ hội mà người xưa không dám mơ ước. Xã hội đã không dung nạp được những người lập lờ đánh lận con đen. Đây là áp lực nặng nề với mỗi người. Chúng ta đã tới thời khắc quan trọng chuyển giao gương mẫu kiến thức chính là giá trị trung tâm nhất của chúng ta người học hỏi kiến thức sẽ có thể hiểu và nắm bắt được tương lai người hiếu học biết cách biến quan sát kinh nghiệm và kiến thức thành trí tuệ và sử dụng phù hợp không những có thể duy trì ước mơ mà còn biết cách làm ít hiệu quả cao gợi ý kinh doanh có câu trong sách có tòa nhà vàng trong sách có châu báu trong thế giới này, chỉ có đầu tư về kiến thức mới là một vốn vạn lời. Đặc biệt là trong xã hội ngày nay, kiến thức đã trở thành khả năng cạnh tranh chính của mỗi người. Thời niên thiếu, Lý Gia Thành đã hiểu rằng kiến thức có thể thay đổi số phận, mặc dù khi đó địa vị xã hội của ông không hề cao, cũng không được mọi người chú ý. Nhưng ông thường lợi dụng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi khi làm việc trong quán trà để học tập, trau dồi bản thân. Sau này, khi tới nhà máy làm việc, các đồng nghiệp đều tụ tập đánh mặt trượt khi rảnh rỗi còn ông lại cầm một cuốn sách đọc rất tỉ mỉ hơn nữa ngày nào cũng như vậy mặc kệ mọi người châm biếm sau này ông đã mô tả lại trạng thái của mình lúc đó là cướp học vấn chứ không phải là tìm học vấn bằng cách học tập ông không những hiểu được xu thế phát triển của trào lưu thế giới nắm bắt được những thông tin cần thiết khiến ông có thể thành thạo trong quá trình đầu tư sau này mà quan trọng hơn là trình độ và chí hướng của ông đều được phát triển rộng mở nếu không có những cố gắng phấn đấu ban đầu thì lý gia thành của ngày hôm nay chắc chắn sẽ chẳng làm nên thành tựu gì kinh nghiệm vừa làm vừa học khi còn nhỏ khiến ông khó quên được vì vậy sau khi thành công mọi người hỏi ông làm cách nào để nắm bắt và quản lý tốt vương quốc tài sản lớn như vậy ông chỉ dùng bốn từ dựa vào kiến thức để trả lời được câu hỏi khó về mặt quản lý do đó cũng có thể nhìn ra địa vị quan trọng của kiến thức trong lòng ông sau khi có được thành tựu nhất định ông không chìm đắm trong thú vui mà đêm nào cũng đọc sách trước khi đi ngủ thói quen này vẫn được ông giữ tới tận bây giờ có lần có người hỏi ông mỗi tối đều đọc sách gì ông trả lời tối qua tôi đọc sách nghiên cứu về tương lai của thông tin khoa học kỹ thuật tôi tin rằng Ngành này sẽ phát triển rất nhanh. Trong 2-3 năm tới, điện ảnh và truyền hình đều sẽ được hiển thị qua điện thoại di động. Tôi khá thích sách về khoa học kỹ thuật, lịch sử và triết học. Gần đây, tôi khá hứng thú với thông tin mạng. Đồng thời ông cũng cho hay, bản thân ông không bao giờ đọc tiểu thuyết, không quan tâm tới tin tức giải trí, bởi vì ông cảm thấy đọc những thứ này rất lãng phí thời gian. Chính vì tinh thần học tập không ngừng nghỉ này mới khiến ông vô số lần nắm được cơ hội phát tài trong cuộc đời. Mặc dù kiến thức không có nghĩa là tài sản, nhưng có được kiến thức sẽ có thể tạo ra nhiều cơ hội phát tài hơn. Một hôm, một nhà giàu bị ăn trộm, tên trộm lấy đi gần 50% tài sản của ông ta. Có thể nói đây là tổn thất nghiêm trọng. Bạn bè thân đều cho rằng ông ta sẽ nổi giận lôi đình, khóc lóc ầm ĩ. Thậm chí là không gượng dậy nổi, nên lũ lượt kéo tới an ủi. Nào ngờ ông ta chỉ mỉm cười nói với mọi người. Tôi không bị tổn thất nghiêm trọng lắm. Kẻ trộm chỉ ăn trộm được một phần trăm tài sản của tôi. Còn tới 99% chúng là những cuốn sách trên giá và kiến thức nằm trong đầu của tôi. Quả nhiên không lâu sau, ông lại giàu có như xưa. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết, có một loại tài sản không thể ăn trộm được, chính là kiến thức và trí tuệ trong đầu chúng ta. Nhà quản lý học hiện đại người Mỹ Peter Drucker từng nói rằng, kiến thức sẽ trở thành nguồn vốn thật sự và tài sản quan trọng nhất. Gần như mỗi người đều muốn kiếm được nhiều của cải hơn, nhưng có một số người lại lệch phương hướng trên con đường làm giàu. Họ đã từ bỏ việc học, từ bỏ cơ hội học thêm kỹ năng chỉ vì kiếm tiền. Tài sản vật chất chỉ là tạm thời, cũng sẽ có ngày dùng hết nhưng tài sản kiến thức lại là bất tận. Khi chuyên gia quản lý doanh nghiệp khoa học kỹ thuật người Đức Steinmetz vừa di dân tới Mỹ vì cuộc sống của ông từng làm việc trong một công ty rất nhỏ. Một hôm, nhà máy công ty Ford gặp sự cố. Rất nhiều người đều thử sửa nhưng không được. Sau này, công ty Ford đã đặc biệt mời Steinmetz tới để sửa. Steinmetz đứng cạnh động cơ quan sát tỉ mỉ và biết được nguyên nhân của sự cố Ông lấy phấn, vẽ một đường bên ngoài vỏ máy rồi nói. Mở động cơ ra, giảm 16 vòng của đường dây phía dưới chỗ đánh dấu là được. Mọi người làm theo lời ông, quả nhiên sự cố nhanh chóng được khắc phục. Khi nhắc tới tiền công, ông đòi 10.000 đô la Mỹ. Ông chủ công ty Ford đã bảo ông đưa ra một bảng kê chi tiết, giải thích rõ các chi phí. Ông viết rằng, dùng phấn vẽ một đường mất một đô la biết vẽ ở chỗ nào mất 9.999 đô la. Sau đó, công ty Ford không những trả tiền công cho ông, mà còn mời ông vào làm việc với mức lương cao. Kiến thức có thể mang lại trí tuệ và thành công cho chúng ta. Đối diện với môi trường kinh tế thường xuyên thay đổi của xã hội hiện nay, bạn cần không ngừng trau dồi học tập. Chỉ có như vậy mới có thể thích nghi với tình thế thay đổi, mới có thể nhìn thấu tình hình. Người quản lý cần mạnh dạn ủy quyền trầm ngôn của Lý Gia Thành. Tôi thường tự hỏi bản thân, mình muốn làm chủ của đội ngũ hay muốn làm người lãnh đạo đội ngũ? Thông thường, làm chủ đơn giản hơn nhiều. Quyền lực của bạn chủ yếu đến từ địa vị, đây là duyên phận trời sinh hoặc dựa vào sự cố gắng và kiến thức chuyên môn mà có được. Còn làm lãnh đạo phức tạp hơn nhiều. Sức mạnh của bạn bắt nguồn từ sức hút và khả năng kêu gọi. Muốn làm một người quản lý thành công, thái độ và năng lực quan trọng như nhau người lãnh đạo dẫn dắt mọi người thúc giục người khác cam tâm tình nguyện bán sức còn ông chủ chỉ cần biết cách chi phối đám đông khiến người khác cảm thấy mình thật nhỏ bé mà thôi muốn làm người quản lý tốt nhiệm vụ đầu tiên là hiểu được tự quản lý là một trách nhiệm quan trọng phát hiện mình là ai trong thế giới xoay chuyển và thiên biến vạn hóa hiểu được mình cần phải trở thành thế nào điều đó được xây dựng trên nền tảng của tôn nghiêm Nhò ra tu thân, tự yêu cầu bản thân không làm chuyện mờ ám. Có nhiều giáo điều của tôn giáo phương Tây đều xoay quanh chủ đề này. Tiệm sách, các sách tự bồi dưỡng và bí quyết trên mạng nhiều không kể xiết. Tôi cho rằng tự quản lý là một kiểu quản lý tĩnh, là nhân tố cơ bản bồi dưỡng sức mạnh lý trí, là chất xúc tác để con người biến kiến thức và kinh nghiệm thành năng lực. Phản ứng hóa học này bắt đầu từ một loạt câu hỏi trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời cần thường xuyên suy ngẫm tự hỏi mình có tâm nguyện gì mình có giấc mơ vĩ đại mình có hiểu cái gì là nhiệt tình vừa phải không mình có quyết tâm cố gắng thay đổi số phận mình có dũng khí đối diện với nỗi sợ không mình có thông tin có cơ hội có tâm tư sử dụng trí tuệ vào thực tế không sự tự tin năng lực tài năng hơn người của mình có tâm sức xử lý thích đáng khi đối diện với thuận lợi hay khó khăn không câu trả lời của bạn sẽ khác nhau vào từng thời điểm sự việc và hoàn cảnh khác nhau suy nghĩ tìm tòi là lá chắn ông trời ban tặng cho con người để bảo vệ số phận rất nhiều người thường gộp chung tự quản lý không tốt và vận hạn như vậy là rất tiêu cực và đáng tiếc ở một góc độ nào đó đây là thái độ sống không có trách nhiệm gợi ý kinh doanh Sam Walton, người sáng lập lên Walmart, từng nói rằng, điểm quan trọng nhất của một giám đốc ưu tú chính là biết cách ủy quyền và buông quyền. Đúng vậy, một doanh nhân ưu tú cần hết sức tin tưởng nhân viên, mạnh dạn từ bỏ quyền lực, phân chia quyền lực trong tay mình cho cấp dưới, cho họ không gian để thể hiện tài năng của mình. Lý Gia Thành cũng rất tán thành quan điểm của Sam Walton. Ông cho rằng, trong xã hội hiện đại, biến hóa khôn lường một người quản lý ưu tú không nên độc tài nắm lấy quyền lực cần phải buông bỏ quyền lực trong tay khiến cho nhân viên ở mọi cấp độ đều có thể làm hết trách nhiệm của mình còn họ chỉ cần làm mẫu là được không cần phải quan tâm quá mức tới từng sự việc những người quản lý việc gì cũng tự mình làm cuối cùng sẽ mệt mình mệt người khiến sự vận hành của công ty trở nên lộn xộn vì vậy trong khi thu nạp nhân tài dùng người tài đức ông còn có thể đảm bảo cho mỗi nhân tài mới làm việc đều có không gian riêng để thể hiện tài năng của mình. Ông thường nói với mọi người, nhân tài về công ty là để thể hiện tài năng, nếu để đó không dùng tới, cũng sẽ bị mốc giống thực phẩm để lâu. Vì vậy, chỉ cần nhân viên có năng lực vượt trội là ông sẽ trọng dụng, đảm bảo cho họ có thể đảm nhiệm chức vụ quản lý trong công ty. Điều đó cũng khiến những nhân tài này về sau rời khỏi công ty cũng sẽ trở thành đối tượng được các công ty khác tranh giành. Có lần, Lý Giang Thành tới tham gia một hoạt động ở trường đại học San Tu. Trên đường đi, ông nhận được điện thoại của giám đốc công ty, nói rằng cần ông ký tên cho một hợp đồng. Sau khi giám đốc nói xong, ông trả lời, Việc này anh tự làm đi, có thể ký, cũng có thể không ký. Sau này đừng hỏi tôi. Sau khi cúp máy một hồi lâu, vị giám đốc này vẫn chưa hoàn hồn bởi vì đây là một giao dịch trị giá một tỷ đô la vậy mà ông lại giao cho anh tự quyết định nhưng sau khi nghĩ kỹ anh ta lại cảm thấy rất khâm phục ông vì rất tin tưởng ủy quyền cho nhân viên bởi vì ở công ty trước chưa có một người quản lý nào lại mạnh dạn ủy quyền như vậy trong quản lý hàng ngày lý gia thành chia công việc kinh doanh của công ty thành vài lĩnh vực rồi giao cho vài người quản lý có năng lực xuất chúng đồng thời đã đi theo ông trong nhiều năm. Hơn nữa, ông còn bảo họ đừng việc gì cũng hỏi, trừ khi là việc đặc biệt quan trọng và khẩn cấp. Bằng cách này, ông có thể dành ra thời gian rảnh rỗi trong núi công việc bận rộn của công ty, dùng nhiều thời gian hơn để nghĩ về phương hướng phát triển và đầu tư của công ty trong tương lai. Trải nghiệm của Lý Gia Thành nói cho chúng ta biết rằng, muốn trở thành một người quản lý ưu tú thì phải biết cách buông xuống chỉ có như vậy thì doanh nghiệp của bạn mới thật sự trở thành một doanh nghiệp vĩ đại chỉ có người quản lý hiểu cách quản lý theo kiểu cảm hóa mới là người quản lý vĩ đại kiểu quản lý này không phải là mặc kệ không quan tâm mà là mạnh dạn ủy quyền hết sức tin tưởng và tôn trọng nhân viên của bạn quản lý kiểu cảm hóa trông có vẻ như không làm gì nhưng thực ra nó lại thể hiện tấm lòng rộng mở của bạn một người quản lý sau khi chết được lên thiên đường vài ngày sau ông ta cảm thấy rất nhàm chán bởi vì ở đây chẳng có việc gì để làm nghĩ một hồi lâu ông ta chợt nảy ra một ý thầm nghĩ khi còn sống mình là một người quản lý vậy mình sẽ đi gặp thượng đế để bàn cách quản lý thiên đường thế là ông ta đi tìm thượng đế rồi cung kính nói thượng đế xin hỏi ngài làm cách nào để quản lý bao nhiêu người và các vị thần ở trên thiên đường như vậy thượng đế trả lời ta chỉ cần ủy quyền và kiểm tra. Còn về việc họ làm như thế nào thì đó là việc của họ. Người quản lý tự mình làm mọi việc là ngu ngốc, là nô tài bẩm sinh, không xứng đáng làm quản lý. Ở xung quanh chúng ta thường xuyên có thể nhìn thấy những người quản lý như Thượng Đế nói. Họ chăm chỉ, một ngày xử lý trăm công nghìn việc, cho dù là việc lớn tới việc nhỏ đều hỏi tới, sau đó tự quyết định họ cho rằng như vậy thì công ty sẽ trở nên có trật tự hơn, nhưng kết quả thường đi ngược lại với mong muốn. Công ty của họ sẽ trở nên ngay càng lộn xộn, bởi vì dù sao thì tinh lực của một người cũng có hạn, muốn làm tốt tất cả mọi việc đều không thể. Bậc thầy về quản lý Stephen Covey cho rằng, nhiều ông chủ, quản lý bộ phận của các công ty lớn nhỏ trong xã hội hiện đại ngày nay đã bị các thông tin, truyền thông, văn kiện, hội nghị nhấn chìm cho không thở nổi gần như bất cứ báo cáo nào cũng cần họ đọc để phê duyệt ký đóng dấu họ thường bị hoa mắt chóng mặt gần như không thể suy nghĩ gì cho những quyết sách lớn của công ty trong cuộc họp hội đồng quản trị họ rất có thể trở thành người chẳng có chút sức sống nào lẽ nào đây là một người quản lý ư có cần thiết phải yêu cầu họ đọc từng công văn không tỉ mỉ tới mức những việc nhỏ như xuất bản thảo của phòng văn thư cũng cần đặt lên bàn làm việc của họ để chờ họ phê duyệt mà công việc này có lẽ sẽ kéo dài tới tận tuần sau, cho tới khi họ không có giấy rủ nữa, thì mới nhớ ra, rồi gọi trưởng phòng văn thư tới trách mắng. Còn các báo cáo dính đầy bụi lại khiến tình hình trở nên khó xử, chẳng hề vui vẻ. Cựu CEO của General Electric cũng từng nói rằng, mọi thứ chúng ta có thể làm là gửi kỳ vọng vào nhân tài của chúng ta đã lựa chọn, còn công việc của chúng ta chính là lựa chọn nhân tài thích hợp. Nhà đầu tư người Mỹ George Soros cũng là một nhà quản lý mạnh dạn ủy quyền. Đó hoàn toàn là do bài học thương đau. Một lần ông đi công tác trở về, vừa mới vào phòng làm việc chưa lâu, thì thư ký đã ôm một đống tài liệu tới bảo ông ký tên. Ông dở vài tẹp ra xem trong tức giận và mắng. Những tài liệu này đều là tài liệu quan trọng, chất đống mấy ngày rồi mà tại sao không bảo giám đốc bộ phận ký tên thực hiện làm lỡ mất mấy ngày sẽ khiến công ty phải chịu tổn thất cực lớn nghe ông nói xong thư ký cảm thấy rất ấm ức anh ta nói ban đầu ngài có đặt ra quy định nói rằng phải đích thân xem từng tài liệu một vì vậy nên giám đốc bộ phận mới không dám ký tên đó chưa ạ à? nghe thư ký nói vậy ông mới nhớ ra đúng là mình đã nói như vậy trong cuộc họp cách đây không lâu ông chán nản lắc đầu rồi vội vàng cho triệu tập cuộc họp với ban giám đốc ông tuyên bố với tất cả mọi người. Trừ phi gặp phải việc các anh không có cách giải quyết. Nếu không, đừng làm lỡ thời gian chơi bóng của tôi. Từ đó, ông không còn thấy tài liệu để trên bàn quá lâu nữa. Đúng như Hàn Phi Tử nói, hạ quân tận kỷ chi năng, trung quân tận nhân chi lực, thượng quân tận nhân chi trí. Người lãnh đạo muốn trở thành thượng quân thì phải ủy quyền hợp lý cho cấp dưới. Đương nhiên, ủy quyền không có nghĩa là mặc kệ nhân viên không hỏi han gì mặc kệ họ thích làm gì thì làm mà là cho nhân viên chủ động chịu trách nhiệm cố gắng hết sức mình vì vậy ủy quyền hợp lý hay không là tiêu chí quan trọng thể hiện tài năng cao thấp của người quản lý quan tâm nhân viên coi con người là nền tảng châm ngôn của lý gia thành tôi không phải là một người thông minh tôi có một cách làm đơn giản đối với nhân viên một là cho họ mức tiền lương và hoa hồng tương đối hài lòng hai là nghĩ cho tương lai họ có năng lực dưỡng dục con cái nhân viên của chúng tôi trước khi về hưu một ngày vẫn còn làm việc ở công ty họ sẽ cố gắng hết mình nghĩ cho công ty bởi vì công ty cũng thật lòng nghĩ cho họ một doanh nghiệp muốn phát triển nhất định phải có nền tảng văn hóa tốt người quản lý của doanh nghiệp nhỏ cần tranh thủ đích thân giải quyết từng việc bởi vì muốn phát tài phải chịu khổ còn về doanh nghiệp lớn thì nhất định phải có tổ chức mà việc khó làm nhất chính là xây dựng uy tín tốt tăng thêm cảm giác tin tưởng của các nhân viên hành chính đối với công ty khiến họ tin rằng công ty có tương lai tốt đẹp hơn đồng thời cũng cần khiến nhân viên hiểu rõ ràng rằng khi tiền lương và hoa hồng của họ ngày càng tăng năng lực làm việc của họ cũng cần tăng lên tương tự như vậy mới có thể duy trì được công ty muốn thu hút và giữ được nhân viên tốt cần cho họ đãi ngộ và tương lai tốt, khiến họ có cảm giác được coi trọng. Đương nhiên, còn cần cả sự giám sát và chế độ ràng buộc tốt. Đây là yếu tố bắt buộc, cho dù như thế nào cũng phải có một chế độ không được nới lỏng quản lý, nếu không, một người tốt cũng sẽ trở thành xấu. Khái niệm thật sự của coi con người là nền tảng có hai phương diện, khi nhân viên vất vả hoàn thành công việc của một ngày, lê những bước chân mệt mỏi về nhà, công ty cần đảm bảo đãi ngộ hậu hĩnh cho những nhân viên trung thực khiến nhân viên được ăn no mặc ấm đây chính là coi trọng con người vì vậy lấy con người làm nền tảng không phải là tiền đề mà là kết quả nhân viên của chúng tôi có được thù lao hợp lý nhờ cần cù lao động cùng gia đình sống cuộc sống hạnh phúc đây mới là coi con người là nền tảng ở mức cao nhất nói không hề phô trương chút nào một doanh nghiệp lớn cũng giống như một đại gia đình mỗi nhân viên đều là một phần tử trong đó. Dựa vào cống hiến to lớn của họ cho cả đại gia đình này, họ thực sự nên nhận được thủ lao đáng có. Nói ngược lại, là nhân viên đã nuôi sống cả công ty, thì công ty cũng cần cảm ơn họ. Gợi ý kinh doanh. Lý Gia Thành rất chú trọng nhân tố tình cảm trong quản lý đời thường. Ông thường đối xử với nhân viên rất nhân ái, rộng lượng, quan tâm tới lợi ích của họ vì vậy ông luôn được nhân viên tôn kính họ cố gắng hết mình cống hiến cho công ty vì vậy mà công ty đã tạo nên thương hiệu thành quả kinh tế lớn thử nghĩ mà xem trong cạnh tranh trên thương trường một công ty nhân viên đồng tâm hiệp lực trên dưới thống nhất so với một công ty nhân viên chia bè kết phái bằng mặt mà không bằng lòng thì ai sẽ là người giành phần thắng trong giai đoạn đầu lập nghiệp do kinh doanh không tốt nên công ty của lý gia thành cũng gặp khủng hoảng để giảm chi phí mà ông đã phải cắt giảm một lượng lớn nhân viên mặc dù việc cắt giảm nhân viên là việc hết sức bình thường đối với nhiều doanh nghiệp nhưng ông lại cảm thấy rất áy náy bởi vì những nhân viên này rời nhà máy có nghĩa là tạm thời mất đi nguồn sống vậy là ông đã tỏ ý xin lỗi những nhân viên bị sa thải cùng người nhà của họ ông nói rằng chờ khủng hoảng qua đi nhất định sẽ mời mọi người quay lại tiếp tục làm việc sau khi hiệu quả kinh tế của nhà máy tốt hơn ông đã chân thành mời những nhân viên bị sa thải trước đó quay lại làm việc còn những nhân viên quay lại làm việc cũng cố gắng hơn để báo đáp ông mấy năm gần đây ông dần chuyển hướng sang đầu tư bất động sản và cổ phiếu nhưng ông vẫn giữ lại nhà máy hoa nhựa của thời đầu lập nghiệp mặc dù hoa nhựa bây giờ đã lỗi thời giữ lại nhà máy hoàn toàn là kinh doanh lỗ vốn đối với những nghi vấn của người ngoài ông đã cho câu trả lời như thế này một doanh nghiệp giống như một đại gia đình nhân viên cũ là công thần của doanh nghiệp đương nhiên có được đãi ngộ như vậy bây giờ họ đều đã già rồi nên ông vẫn phải có trách nhiệm chăm sóc họ các nhân viên của trường giang đều ủng hộ suy nghĩ này của ông họ nói sau khi tòa nhà trường giang cho thuê nhà máy nhựa đã ngừng hoạt động nhưng những nhân viên cũ vẫn được sắp xếp làm quản lý trong tòa nhà ông ấy rất biết ơn các nhân viên cũ để bồi dưỡng năng lực nghiệp vụ của nhân viên ông thường xuyên lựa chọn một loạt nhân viên cốt cán rồi cho họ ra nước ngoài học tập công ty không những chi trả cho mọi chi phí của họ mà trong thời gian học tập tiền lương của họ vẫn được phát đều mỗi nhân viên được ông cử ra nước ngoài học tập đều rất cảm kích họ đều nói ông lý đối xử với chúng tôi như người nhà ông ấy là cha mẹ cho chúng tôi cơm ăn áo mặc chúng tôi có thể không cố gắng gấp nhiều lần để báo đáp được hay sao? Đối với những nhân viên bị bệnh và nghỉ việc, ông cũng quan tâm như vậy. Khi họ gặp phải khó khăn, ông thường là người đầu tiên giang tay ra giúp đỡ. Có một kế toán đi theo ông hơn 10 năm mắc bệnh tăng nhãn áp, phải nghỉ hưu vì bệnh. Lúc này, mức chi phí khám chữa bệnh do công ty quy định đã tiêu hết. Điều đó khiến ông này cảm thấy vô cùng áp lực. Sau khi biết tin, lý gia thành đã nói đầu tiên tôi ủng hộ tiếp tục đi chữa bệnh ngoài ra không biết công việc của vợ ông có ổn định không nếu không ổn định thì có thể tới chỗ tôi làm việc tôi có thể đảm bảo cho bà ấy có một công việc ổn định vợ ông có được công việc ổn định thì ông không cần phải lo về thu nhập và cuộc sống nữa về sau nhân viên kế toán đó chấp nhận đề nghị của bác sĩ tới new zealand để điều trị lý gia thành vẫn rất quan tâm tới người kế toán này mỗi khi đọc được bài báo về chữa bệnh tăng nhãn áp đều cho thư ký cắt lại rồi gửi cho người này hy vọng có thể giúp đỡ được gì điều đó khiến cả gia đình người kế toán đều rất cảm động mỗi khi công ty có nhân viên nghỉ việc ông thường nói giọng rất áy náy công ty có nhân viên nghỉ việc là vì chúng ta làm chưa đủ tốt không cho nhân viên đủ không gian để phát triển hy vọng họ có thể tìm được công việc tốt hơn chỉ cần có thời gian ông nhất định sẽ đích thân tới tham gia tiệc rượu chia tay, đồng thời nói với họ, cánh cổng lớn của công ty luôn rộng mở với các bạn, chỉ cần ở chỗ khác làm không thoải mái, thì các bạn có thể quay về bất cứ lúc nào. Sở dĩ ông có thể hô mưa gọi gió trên thương trường mấy chục năm mà không hề giảm sút phong độ, phần lớn là do có tấm lòng nhân ái đối với các nhân tài. Đen Carnegie, nhà văn Nhà thuyết trình nổi tiếng người Mỹ đã viết trong tác phẩm Ăn khách đắc nhân tâm như sau: Một người có thể hiểu và đối xử tốt với người khác ngay từ những điều nhỏ nhặt, chắc chắn là người thân thiện, chắc chắn sẽ có những mối quan hệ tốt. Mối quan hệ này là nền tảng vững chắc cho thành công của họ. Đúng vậy, người quản lý muốn được lòng số đông thì phải luôn coi trọng vấn đề con người, coi con người là nền tảng, là người quản lý phải dựa vào trái tim nhân ái, luôn nghĩ cho nhân viên biết được khó khăn của họ, đồng thời giải quyết đúng lúc thì mới có thể khiến họ thật sự phát huy hết tác dụng và năng lực của mình, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ở mức tối đa. Một tổ chức nghiên cứu điều tra trong nước từng đặt câu hỏi như sau cho nhân viên. Bạn thích mẫu cấp trên như thế nào nhất? Đa số nhân viên đều nhắc tới một điểm, đó chính là yêu cầu cấp trên có lòng nhân ái. Nhưng chúng ta thường chỉ nhìn các nhà quản lý doanh nghiệp thịnh hành kiểu quản lý, cường quyền, tức là công lý. Dưới kiểu quản lý cường quyền lạnh nhạt của họ, tâm lý chống đối của nhân viên trở nên mạnh mẽ hơn và cuối cùng sẽ khiến họ mất lòng số đông. Lý Gia Thành từng nói: Thiên tài không thiếu, dùng không hết. Bạn tốt với mọi người và họ tốt lại với bạn là điều hiển nhiên. Bất cứ ai trên thế giới cũng có thể trở thành nhân vật trung tâm của bạn. Người quản lý đầy lòng nhân ái đương nhiên sẽ có sức hút nhân cách mạnh mẽ đồng thời có ảnh hưởng trực tiếp tới sự vận hành và nền văn hóa của doanh nghiệp. Dưới sự bao dung của lòng nhân ái, mối quan hệ giữa cấp quản lý và nhân viên sẽ trở nên hài hòa và hợp lý hơn. Các nhân viên mới tự giác duy trì và tuân thủ chế độ hơn. Khi đó, trên dưới cùng đồng tâm hiệp lực thúc đẩy doanh nghiệp phát triển đi lên. Quan trọng giao tiếp với nhân viên, trầm ngôn của Lý Gia Thành. Muốn xây dựng một đội ngũ đồng tâm hiệp lực, thì nguyên tắc đầu tiên chính là biết lắng nghe những âm thanh im lặng hãy hỏi đội ngũ của bạn và bạn chung sống có thú vị hay không bạn có công bằng hợp lý khoan dung độ lượng bạn có thừa nhận sự tôn nghiêm và năng lực sáng tạo của mọi người hay không bạn có nguyên tắc và mục tiêu chứ không phải là lãng phí thời gian uốn cong thành thẳng hay không điều quan trọng ở một nhà quản lý doanh nghiệp ở chỗ nhân tính phải thông qua giao tiếp có hiệu quả với nhân viên hiểu và thông cảm sâu sắc cho nhau thì tổ chức doanh nghiệp mới phát huy tác dụng hiệu quả hơn. Quản lý giao tiếp tốt có thể khiến lãnh đạo và cấp dưới đồng tâm hiệp lực, mọi người đều có thể thống nhất hành động lời nói, tạo ra ưu thế cạnh tranh và doanh số tốt cho doanh nghiệp. Ngược lại, doanh nghiệp không quản lý giao tiếp tốt thường lộn xộn thông tin nội bộ, nhân viên sụt giảm ý chí, đồng thời ảnh hưởng tới biểu hiện và doanh số của cả công ty. Những quản lý doanh nghiệp giỏi đều hiểu, tạo ra một môi trường làm việc phóng khoáng, hợp tác và tin tưởng, coi trọng chia sẻ thông tin với toàn thể nhân viên, không những có thể giữ được nhân viên xuất sắc mà còn có thể thu hút được nhiều nhân tài hơn. Gợi ý kinh doanh Học giả nổi tiếng người Mỹ John Nasby từng nói rằng, trong tương lai, cạnh tranh sẽ là cạnh tranh của quản lý. Tiêu điểm của cạnh tranh là giao tiếp giữa nội bộ các thành viên trong tổ chức xã hội và tổ chức bên ngoài còn doanh nhân nổi tiếng người nhật Konosuke cũng có một câu danh ngôn sự nghiệp vĩ đại cần một trái tim chân thành giao tiếp với người khác do đó có thể thấy một người quản lý doanh nghiệp có thể giao tiếp với nhân viên hay không có tác dụng quyết định quan trọng tới sự phát triển của cả doanh nghiệp từ khi lập nghiệp tới khi tạo ra thần thoại của cải của mình lý gia thành không thể thiếu con mắt độc đáo và phán đoán chính xác trong phương diện đầu tư mà cũng không thể tách rời yếu tố biết nhìn người, giỏi dùng người. Xây dựng một đội ngũ thông minh, cống hiến hết mình cho công ty. Việc coi trọng giao tiếp với nhân viên cũng là một nguyên nhân quan trọng không thể bỏ qua. Hồng Tiểu Liên, từng là thư ký của Lý Gia Thành, khi nhớ lại trải nghiệm cũ, bà nói: "Nếu năm xưa ông chủ của tôi không phải là Lý Gia Thành, chắc sẽ không có tôi của ngày hôm nay." Khi đó, hàng ngày, bà phụ trách nhận gửi công văn của Lý Gia Thành, công việc rất nhàm chán. Để tiêu khiển, bà thường tận dụng thời gian ăn trưa để đọc tin tức giải trí trên báo. Có hôm, Lý Gia Thành về văn phòng, đúng lúc nhìn bà đang đọc tin giải trí, ông nói. Cô đọc những thứ này chẳng bổ ích gì, rất lãng phí thời gian. Bà cũng chỉ lơ đẩy trả lời ứng phó vài câu. Chờ khi ông đi, rồi bà mới thẩm nghĩ. Tôi lãng phí thời gian của tôi, có phải của ông đâu, liên quan gì tới ông chứ? Nhưng từ đó, cứ có thời gian rảnh là Lý Gia Thành lại nói chuyện với bà, tập trung vào trao đổi quan điểm về một số chuyện trong công ty và ngoài xã hội, đồng thời khích lệ bà tận dụng thời gian rảnh học hỏi thêm kiến thức, không ngừng bồi dưỡng bản thân. Tiếp xúc càng nhiều, tâm lý chống đối ban đầu dần trở thành chấp nhận, bà bắt đầu lợi dụng thời gian sau khi tan làm để tự bổ túc. Cuối cùng từ một nhân viên bình thường, bà đã trở thành quản lý cấp cao trong thế giới bất động sản của Lý Gia Thành. Ngoài ra, bà còn được coi là tấm gương huyền thoại trong giới nhân viên ở Hồng Kông. Quản lý là một nghệ thuật uyên thâm và cũng là một công việc cực kỳ khó khăn. Trong đó, giao tiếp là nhiệm vụ khó khăn một người quản lý phải đối diện. Rất nhiều người quản lý bình thường quen ra lệnh, thiếu giao tiếp với nhân viên đây chính là hành động làm yếu lực hướng tâm của nhân viên một đội ngũ xuất sắc phải là một đội ngũ có giao tiếp tốt hòa hợp thống nhất nếu đội ngũ thiếu giao tiếp thì các thành viên sẽ không có nhận thức chung không có nhận thức chung thì các thành viên sẽ đứng trên các lập trường khác nhau hành động vì những mục đích khác nhau do đó ảnh hưởng tới sự phát huy của cả đội ngũ tương truyền thời cổ đại tổ tiên của con người có cùng một ngôn ngữ do ngôn ngữ tương thông nên mọi người đều sống cùng nhau họ đã tìm được một mảnh đất màu mỡ và định cư ở đó hình thành nên thành babylon phồn hoa theo thời gian họ sống ngày càng tốt hơn họ bắt đầu dương dương tự đắc vì những thành tích mà họ có được thế là họ quyết định xây một tòa tháp cao để ca ngợi thành tựu của mình tòa tháp nhanh chóng được xây dựng cao chọc trời điều đó khiến cho thượng đế cảm thấy rất sợ hãi bởi vì thượng đế tuyệt đối không cho phép con người đạt tới độ cao của mình sau khi quan sát tỉ mỉ thượng đế phát hiện sở dĩ con người trở nên hùng mạnh là do họ có tiếng nói chung rất thuận tiện khi giao tiếp vậy là thượng đế bắt đầu triển khai phép thuật khiến ngôn ngữ trên thế giới bắt đầu hỗn loạn không còn tương thông nữa sau đó con người nhanh chóng không thể giao tiếp với nhau do bất đồng ngôn ngữ tư tưởng tự nhiên không thống nhất và phát sinh hiểu lầm theo đó là chiến tranh và việc xây dựng tòa tháp cao cũng bị bỏ dở mặc dù đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn nhưng ngụ ý trong đó rất sâu sắc đó chính là giao tiếp có tác dụng rất quan trọng trong hợp tác giữa con người với con người thấu hiểu và hỗ trợ giữa người với người quan trọng ở giao tiếp giao tiếp có thể mang lại sự thấu hiểu có thấu hiểu mới thúc đẩy việc hợp tác còn giao tiếp không tốt sẽ mang lại nhiều vấn đề khó tránh cho doanh nghiệp. Lực hướng tâm không đủ khiến hiệu quả giảm sút, chất lượng và dịch vụ không tốt khiến chi phí tăng, cuối cùng doanh nghiệp vẫn là người chịu tổn thất. Cựu tổng thống Mỹ Reagan được mọi người tôn là nhà ngoại giao vĩ đại, đây tuyệt đối không phải là hư danh. Trong cuộc đời chính trị 10 năm của mình, Reagan thấu hiểu sâu sắc tầm quan trọng của giao tiếp với dân chúng. Cho dù trong thời gian làm tổng thống, ông cũng thường xuyên giữ thói quen đọc thư của người dân đồng thời chọn ra một số bức thư dành thời gian rảnh rỗi buổi tối khi ở nhà để trả lời clinton thường lợi dụng truyền thông để đối thoại với người dân mục đích của việc làm này là muốn cho các cử tri hiểu được một số suy nghĩ của ông còn ông cũng có thể hiểu được suy nghĩ của họ cho dù ông không thể giải quyết được câu hỏi của tất cả mọi người nhưng việc đích thân ông ra mặt bày tỏ suy nghĩ của mình đã có ý nghĩa giao tiếp. Thực ra, cách làm của Reagan và Clinton cũng không có gì mới lạ. Một trăm năm trước, Lincoln đã dùng cách làm tương tự. Khi đó, công dân Mỹ có thể trực tiếp ra yêu cầu với Tổng thống. Còn Lincoln cũng thường đích thân trả lời sau khi nhận được thư của công dân. Sở dĩ ba vị Tổng thống Mỹ làm như vậy là bởi vì họ hiểu rằng hiểu ý dân là chức trách hàng đầu của người làm Tổng thống mà họ cũng rất tình nguyện đích thân tiếp xúc với dân tỉnh, giao tiếp với người dân. Giao tiếp là vấn đề mỗi người đều phải đối diện, cũng là một bài học mà mọi người cần phải học. Là một nhà quản lý, phải có giao tiếp tốt mới có thể thật sự tạo ra đội ngũ thấu hiểu, thông cảm lẫn nhau, vận hành có hiệu quả cao. Cho nhân viên cơ hội sửa sai, trầm ngôn của Lý Gia Thành. Bình thường, nhân viên mà hay qua loa, tôi chắc chắn sẽ phê bình nhưng có lúc làm sai bạn cũng nên cho họ cơ hội sửa sai tôi tin rằng mỗi người trên thế giới này đều có nghĩa vụ duy trì sự tôn nghiêm của nhân loại tôi tin rằng giúp đỡ người khác có cống hiến cho xã hội là trách nhiệm của mỗi người phải gánh vác tôi tin rằng kẻ mạnh đặc biệt cần học tập cách lắng nghe tiếng kêu im lặng của kẻ yếu kẻ mạnh không có lòng cảm thông chẳng qua cũng chỉ là một kẻ thất phu tầm thường mà thôi tôi tin rằng chỉ có những người kiên trì nguyên tắc và có giá trị quan chính xác mới có thể cùng xây dựng một xã hội chính trực có trật tự và hòa hợp một thế giới không có nguyên tắc là một thế giới thiếu sự tin tưởng lẫn nhau tôi tin rằng chỉ có không ngừng theo đuổi chân lý và công bằng mới có thể xây dựng được một xã hội chính nghĩa tôi tin rằng một thế giới không có tinh thần văn minh chỉ có những biểu tượng phồn vinh tràn đầy vật chất là một thế giới khô cằn ích kỷ và nguy hiểm tôi tin rằng người có lý tưởng sẽ rất kiên quyết và chân thật còn người ngu muội thường bị mờ mắt bởi sự ngạo mạn và hiện tượng giả tạo kẻ mạnh có triển vọng quan trọng là chúng ta có thể dựa vào ý chí của bản thân hay không kiên trì lý tưởng và nguyên tắc đúng đắn hay không có thể dựa vào nghị lực của chính mình để thực tiễn niềm tin trách nhiệm và nghĩa vụ vận dụng tri thức sáng tạo tinh thần phong phú và quê hương giàu mạnh hay không có thể hòa nhập trí tuệ và sức mạnh sống của chúng ta vào nền văn hóa khiến nó luôn mới mẻ trong thế giới thiên biến vạn hóa này hay không có thể cống hiến cho dân tộc thân yêu của chúng ta tạo ra một tương lai càng nhiều niềm vui đảm bảo phúc lợi phồn vinh và phi phạm hay không tôi tuyệt đối không đồng tình việc không từ thủ đoạn nào vì thành công nếu như vậy thì cho dù có may mắn tạo được chút thành tựu cũng sẽ không thể bền lâu. Gợi ý kinh doanh Lý Gia Thành đối xử với nhân viên rất khiêm nhường và ân cần. Nhưng nếu đối phương phạm lỗi, ông cũng sẽ chỉ ra, đồng thời nghiêm khắc ra lệnh bắt họ sửa đổi. Nhân viên của tập đoàn Trường Giang đã nhớ lại rằng, nếu nhân viên nào làm sai, ông Lý chắc chắn sẽ phê bình. Không phải là trách mắng thông thường, mà là mắng xối xả. Khi ông ấy nóng tính và phiền lòng, nửa đêm canh ba cũng gọi điện tới nhà nhân viên để mắng một trận mất mặt. Ở trường Giang Thực Nghiệp, càng là nhân viên được ông Lý Trọng Dụng thì càng bị phê bình, bị nghiêm khắc nhiều hơn. Nhưng sau khi bị phê bình, nhân viên đó cũng không bị đuổi việc, cũng không bị trách phạt nghiêm trọng mà ông sẽ cho họ cơ hội để sửa sai. Sau những lần rèn luyện như vậy, những nhân viên này đa phần đều có thành tựu có lần một giám đốc trẻ trong công ty của lý gia thành đi đàm phán thương mại với thương nhân nước ngoài thái độ của đối phương rất ngang ngược không những ngạo nghễ ra lệnh với vị giám đốc này mà còn khoa chân múa tay về hợp đồng đưa ra nhiều yêu cầu vô lý vị giám đốc nhẫn nhịn mãi cuối cùng không chịu được kiểu ngông nghênh của thương nhân nước ngoài nên đã cãi nhau một trận với hắn ta hai người bực tức ra về và đương nhiên không có thỏa thuận được hợp đồng sau khi biết tin này lý gia thành đã cho gọi vị giám đốc tới văn phòng của mình vị giám đốc thầm nghĩ tổn thất một vụ kinh doanh lớn chắc chắn sẽ bị ông ấy mắng cho tơi bời cho mình nghỉ việc cũng là đương nhiên khi anh nơm lớp no sợ đứng trước mặt lý gia thành ông lại tỏ thái độ bình thường không hề trách mắng mà lại kể cho anh rất nhiều chi tiết và kỹ năng cần chú ý khi đàm phán đồng thời nói rằng ông đã nói chuyện với thương nhân nước ngoài kia Đối phương đã thừa nhận mình sai trước nên đồng ý đàm phán lại điều khoản hợp đồng. Bởi vì vị giám đốc trẻ từng tiếp xúc với thư nhân nước ngoài, hiểu tương đối rõ điều khoản hợp đồng nên vấn đề anh ta đi đàm phán. Lần này, vị giám đốc trẻ đã rút kinh nghiệm của lần trước và mang được hợp đồng về. Lý Gia Thành luôn giữ thái độ bao dung đối với nhân viên phạm lỗi. Ông cho rằng một người phạm sai lầm có nghĩa là họ không phải là người theo khuôn phép cũ nhưng là một người có tinh thần sáng tạo phát triển tích cực tiến thủ là người lãnh đạo cần phải ủng hộ nhiều hơn khích lệ họ bước ra khỏi ám ảnh thất bại nhưng đa phần người quản lý đều không có tấm lòng bao dung đối với cấp dưới làm sai sau khi cấp dưới phạm lỗi không phải bị giáng chức thì cũng cho nghỉ việc lâu dần sẽ mai một hiền tài người lãnh đạo như vậy chắc chắn sẽ trở thành người cô đơn chẳng ai muốn theo họ nữa một giám đốc bộ phận của general electric do một lần phạm lỗi khiến cho công ty tổn thất mấy triệu đô la mỹ sau sự việc rất nhiều người đều cho rằng vị giám đốc sẽ bị sa thải còn vị giám đốc này cũng cảm thấy mình chẳng còn thể diện nào mà ở lại công ty nữa vì vậy anh ta đã tới gặp jack xin từ chức nhưng jack well chỉ bình thản nói một câu anh đi đi mấy triệu đô tiền học phí không phải đã nộp phí công hay sao từ đó vị giám đốc này đã chăm chỉ làm việc tạo ra hiệu quả kinh tế lớn cho công ty thực ra ở mỹ có rất nhiều công ty lớn người quản lý không những có thể nín nhịn sai sót của nhân viên cho họ cơ hội sửa sai mà còn khích lệ nhân viên phạm một số sai lầm hợp lý vậy thì sai lầm hợp lý là sai lầm như thế nào chủ yếu là để chỉ trong công việc đặc biệt là trong cuộc chiến kinh tế cạnh tranh khốc liệt đối với chính sách kinh doanh phải chịu rủi ro nhất định người dám phát triển và chịu rủi ro gây ra sai lầm do thực lực của đối thủ quá mạnh điều kiện của bản thân chưa đủ hoặc do đối tác phối hợp không tốt không giữ chữ tín còn đối với những sai lầm tạo ra do tiêu cực lười nhác ngang ngược vô lý thì công ty sẽ tuyệt đối không tha thứ ở nhật bản công ty sony cũng tôn trọng nhân viên như vậy có những nhân viên khó tránh khỏi một số sai lầm quan điểm của công ty là chỉ cần biết sai mà sửa từ đó rút kinh nghiệm thì có thể tha thứ. Akio Morita từng nói rằng, buông tay làm việc cho đúng, cho dù bạn có phạm sai lầm cũng có thể rút được bài học kinh nghiệm, không phạm phải lỗi tương tự như vậy nữa. Người xưa nói, nhân vô thập toàn, mỗi người quản lý đều đi lên từ nhân viên, cũng đều rút kinh nghiệm từ sai lầm mà dần trưởng thành. Nếu người quản lý không cho nhân viên cơ hội sửa sai, luôn muốn một mình quyết định, chìm ngập trong lời phê bình, oán thán, luôn đặt kỳ vọng cao vào người khác. Người lãnh đạo không nên truy cứu những sai lầm phi nguyên tắc của cấp dưới. Khi phê bình, cần uốn nắn bằng thái độ bao dung, chứ không phải là đả kích kiểu hà khắc. Chỉ có như vậy mới có thể được cấp dưới ủng hộ và tin tưởng. Biết lắng nghe ý kiến của người khác, trầm ngôn của Lý Gia Thành. Khi quyết định việc đại sự, cho dù tôi vô cùng hiểu nó, nhưng cũng sẽ cho gọi một số người cùng nghiên cứu ý kiến của họ luôn cần tiếp thu ý kiến của quần chúng loại bỏ khả năng chăm kín khó tránh một lỗ hở như vậy sau khi tôi có được ý kiến của họ cơ hội nhầm lẫn sẽ cực kỳ thấp như vậy khi ý kiến của mọi người gần như thống nhất sẽ cực ít xuất hiện cơ hội phạm sai lầm muốn trở thành một người lãnh đạo thành công không những phải cố gắng mà phải lắng nghe ý kiến của người khác cần có sự kiên nhẫn, trước khi đưa ra ý kiến của mình, cần phải suy ngẫm ý kiến của người khác. Quan trọng nhất là tạo ra cách nghĩ mới mẻ. Bản thân bạn cần có kiến thức uyên thâm, đồng thời phải khiêm tốn, biết lắng nghe ý kiến của chuyên gia. Tôi thường làm như sau, nếu có hạng mục nào tôi thấy không ổn, tôi sẽ rất khiêm tốn lắng nghe. Có lúc có thể đến 90% bạn cho rằng không ổn, nhưng 10% họ nói là bạn không biết Vậy thì 10% khả năng này chính là mấu chốt của thành bại. Đương nhiên, là người quyết định cuối cùng của công ty, nhất định phải có hiểu biết sâu sắc về ngành nghề. Nếu không, khả năng phán đoán của bạn chắc chắn sẽ sai sót. Bây giờ có một điểm khác xưa. Nếu sai sót trong ngành nghề truyền thống thì cũng không sai nhiều, nhưng bây giờ mà quyết định sai thì sẽ có thể vô cùng tai hại. Gợi ý kinh doanh Thời Hy Lạp cổ đại rất thịnh hành một câu nói giàu tính triết lý. Thượng đế rất công bằng với tất cả mọi người, Ngài ban tặng cho mỗi người chúng ta một cái lưỡi, hai cái tay. Vì vậy, những lời chúng ta nghe được từ người khác có thể nhiều gấp đôi so với lời chúng ta nói. Câu nói này nói với chúng ta rằng, trong đời sống hàng ngày, cần nói ít và lắng nghe nhiều hơn. Là một nhà quản lý, càng phải làm được điểm này, học cách lắng nghe, tích cực tiếp thu ý kiến chính xác của người khác là yếu tố quan trọng mà người quản lý xuất sắc cần có. Là một nhà quản lý thành công, Lý Gia Thành đã rất chú trọng tạo điều kiện để mọi người phát biểu ý kiến. Ông rất giỏi lắng nghe ý kiến của người khác. Ông nói, "Muốn trở thành một nhà lãnh đạo thành công, không những phải cố gắng mà còn phải biết lắng nghe ý kiến của người khác." Cùng với quy mô kinh doanh ngày càng phát triển, gánh nặng trên vai ông cũng ngày càng lớn. Chỉ dựa vào trí tuệ của mình, ông chắc chắn sẽ không thể quản lý được cả tập đoàn lớn. Vì vậy, ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến bên cạnh ông có một nhóm chuyên gia cố vấn trong đó có đủ loại người họ chắc chắn đều là những nhân tài của nhân tài mỗi một quyết sách của công ty ông đều cho họ ban cố vấn sau đó mới đưa ra quyết định ông không những giỏi lắng nghe ý kiến của nhân viên trong công ty mà cũng rất khiêm tốn đón nhận ý kiến của người ngoài khi ông giao bán khu biệt thự ở new territory công ty quảng cáo trực thuộc Minh Pao của Hồng Kông là đại lý của ông. Có lần công ty quảng cáo cử người tới khảo sát hiện trường và phát hiện biệt thự đã xây xong, chỉ có đường xá xung quanh vẫn chưa làm xong. Khi đó đúng mùa mưa phùn khiến đường rất lầy lội. Người của công ty quảng cáo chưa đi được bao lâu đã bị dính bùn đầy dày và ống quần. Thế là sau khi gặp ông, người của công ty quảng cáo đã đề nghị ông tốt nhất làm xong đường khu vực xung quanh rồi hãy giao bán sau khi nghe đối phương nói xong ông nói ý kiến của anh rất hay tôi sẽ lập tức cho người đi thực hiện và những con đường xung quanh khu biệt thự nhanh chóng được hoàn thành hơn nữa xung quanh còn có rất nhiều cây cối xanh tươi kết quả là việc bán nhà đạt hiệu quả cao từ đó mỗi khi xây biệt thự cao cấp ông đều xử lý môi trường xung quanh trước tiên mọi hành động của ông đều thể hiện trí tuệ của một người quản lý thành công. Người quản lý thành công sẽ không chỉ biết thể hiện tài hoa của mình, mà còn giỏi lắng nghe ý kiến của người khác, mượn trí tuệ của người khác để kiếm tiền. Khổng tử từng nói, trong ba người đi đường, ắt có một người là thầy ta. Mỗi người đều có điểm đáng để học tập. Một người quản lý thành công phải biết giỏi lắng nghe, giỏi vận dụng trí tuệ của người khác đọc rộng hiểu nhiều mới không đến mức làm ra những hành động mù quáng do tầm nhìn hạn hẹp. Đặc biệt là trong giới quản lý doanh nghiệp, rất nhiều nhà quản lý ưu tú đều có thói quen chăm chú lắng nghe quan điểm của nhân viên về công việc, tích cực tiếp thu lời khuyên hợp lý của nhân viên. Năm 1880, George Asman, người sáng lập công ty Kodak, sau nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng đã điều chế thành công ra một loại thuốc cảm quang dạng sữa hoàn toàn mới. Sau đó, được sự trợ giúp của mọi người, ông lại mất 6 năm để điều chế ra phim Cuộn Cảm Quang, tức là phim Asman. Một loạt phát minh của Asman có được khối tài sản đáng nể. Vậy là ông đã thuận lợi thành lập công ty Asman Kodak, chuyên sản xuất dụng cụ chụp ảnh. Khi mới thành lập, Asman rất coi trọng việc lắng nghe ý kiến của nhân viên. Ông cho rằng nhiều ý tưởng và vấn đề của công ty đều có thể được phản hồi hoặc giải đáp từ ý kiến của nhân viên để thu thập ý kiến nhân viên ông cho xây dựng hòm thư góp ý bất cứ ai trong công ty cũng có thể viết ra ý kiến cải tiến một khâu nào đó hoặc chiến lược toàn diện cho công ty rồi bỏ vào hòm thư góp ý công ty chỉ định nhân viên chuyên trách chịu trách nhiệm xử lý những ý kiến này những ý kiến được chấp nhận nếu có thể tiết kiệm tiền cho công ty thì công ty sẽ trích 15% tổng số tiền tiết kiệm được trong 2 năm đầu để thưởng cho nhân viên. Nếu có thể khiến cho sản phẩm mới ra thị trường, thì tiền thưởng sẽ là 3% mức doanh thu của năm đầu tiên. Nếu ý kiến chưa được chấp nhận, thì công ty sẽ gửi thư giải thích. Chế độ này bắt đầu thực hiện từ năm 1898 và vẫn được áp dụng cho tới tận bây giờ. Bắt đầu từ ngày lập hòm thư góp ý, công ty luôn nhận được lời khuyên, tổng cộng tiếp nhận hơn 700.000 lời khuyên và trả 20 triệu đô la tiền thưởng. Do tiếp thu lời khuyên của nhân viên, nên công ty đã tiết kiệm được 18 triệu 500 000 đô la Mỹ, giảm bớt lượng lớn công việc, công văn, hao tài tốn của, đổi mới một lượng lớn thiết bị, đồng thời lấp được vô số kẽ hở công việc, tránh được nhiều tổn thất. Có câu không nên nghe từ một phía. Một người quản lý phải có tấm lòng khiêm tốn mới có thể lắng nghe và tiếp thu các ý kiến khác nhau mới có thể hiểu rõ được sự vật một cách toàn diện, khách quan. Còn những người lãnh đạo cứ nghe ý kiến phản đối là cau mày, thậm chí là đả kích, trả thù những nhân viên có ý kiến, chắc chắn sẽ bị mọi người phản đối, đánh mất niềm tin và sự ủng hộ của cấp dưới. Doanh nghiệp sẽ không có sự phát triển. Người sáng lập của công ty Sony, Akido Morita, là một doanh nhân ưu tú. Sở dĩ ông có thể phát triển một công ty nhỏ chỉ có mười mấy người trở thành một trong 500 doanh nghiệp mạnh nhất trên thế giới là bởi vì ông cũng giống như Lý Gia Thành, có thể tạo điều kiện cho mọi người phát biểu ý kiến, lắng nghe ý kiến của người khác. Một hôm, ông tới công ty con để kiểm tra tình hình làm việc ở đây. Trong cuộc họp nội bộ, ông đã lắng nghe báo cáo công việc của từng người. Do doanh số của công ty con này khá ổn, nên ông cảm thấy rất hài lòng. Đúng lúc ông định tuyên bố kết thúc cuộc họp một thanh niên đột nhiên đứng dậy và nói với ông, "Chủ tịch, tôi muốn nói vài câu. Tôi cho rằng tình hình tài chính của công ty không được ổn lắm. Để đạt được mục tiêu dự kiến mà chúng tôi đã phải trả chi phí cao hơn các công ty khác." Akio Morita không hề giận dữ bởi lời chỉ trích của chàng thanh niên. Ngược lại, ông có phần hứng thú. "Vậy anh có cách giải quyết không? Tôi rất muốn lắng nghe ý kiến của anh." Chàng thanh niên được khích lệ, bèn giảng giải chi tiết suy nghĩ của mình, đồng thời đề bạt phương án. Sau khi anh ta nói xong, Morita lập tức quyết định đề bạt anh ta làm quản lý cấp cao của công ty con. Còn chàng thanh niên trẻ cũng không khiến ông thất vọng. Dưới sự cải cách của anh ta, tình hình tài chính của công ty con ngày càng phát triển hơn. Carnegie từng nói rằng, ý kiến của kẻ địch sẽ càng thực tế hơn ý kiến của chúng ta. Một người muốn có thành tựu thì phải giỏi tiếp thu ý kiến của người khác, đặc biệt là một số ý kiến phê bình. Người quản lý biết lắng nghe những ý kiến khác nhau không những có thể thuận lợi thực hiện quyết sách và quản lý, mà còn có thể được cấp dưới tôn trọng, tín nhiệm, nâng cao lòng trung thành của nhân viên. Vì vậy, nếu bạn muốn trở thành một người quản lý được mọi người ủng hộ thì phải biết lắng nghe ý kiến của người khác. Các bạn rất thân mến, tủ sách nhỏ vừa gửi tới các bạn nội dung chương 3 của cuốn sách thành công không phải ngẫu nhiên tủ sách nhỏ xin hẹn gặp lại các bạn ở nội dung video lần sau với chương tiếp theo của cuốn sách này bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn